huyện Krông Bắc nằm ở phía đông tỉnh Đắk Lắk, trải dài dọc hai bên quốc lộ 26 từ km 12 đến km 50, với trung tâm huyện cách trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột 30 km. Huyện còn có lợi thế từ việc tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đi qua với 4 nút giao trên địa bàn, giúp cải thiện cơ sở hạ tầng và tăng cường kết nối với các khu vực lân cận. Với tổng diện tích tự nhiên là 62.576 ha, huyện Krông Bắc có 52.320 ha đất nông nghiệp, trong đó đất trồng cây hàng năm chiếm 15.916 ha, đất trồng cây lâu năm chiếm 33.190 ha và các loại đất khác như đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản chiếm 3.214 ha. Năm 2023, huyện đạt giá trị sản xuất theo giá hiện hành là 20.923 tỷ đồng. Ngành nông lâm nghiệp thủy sản đóng góp 10.585 tỷ đồng, chiếm 50,59% tổng giá trị sản xuất. Đặc biệt, ngành trồng trọt đạt 7.294 tỷ đồng, tương đương 34,86% tổng giá trị sản xuất toàn huyện. Theo số liệu rà soát sơ bộ vào tháng 6 năm 2024, huyện Krông Bắc đã mở rộng diện tích trồng sầu riêng lên 8.113 ha, tăng 956 ha so với năm 2023. Trong đó, diện tích cho sản phẩm thời kỳ kinh doanh đạt 4.037 ha, tăng 995 ha so với năm trước. Năng suất ước tính đạt 210,7 tạ trên ha và sản lượng thu hoạch ước đạt 85.053 tấn, tăng 24.986 tấn so với năm 2023. Huyện Krông Bắc tiếp tục phát triển các giống sầu riêng như G6 và Dona, đồng thời áp dụng phương pháp Việt Gáp trên diện tích dự kiến 370 ha nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo tính bền vững trong sản xuất. Ước mong của chúng tôi thì muốn được nhà nước quan tâm tới cái việc giá cả cho nó ổn định. Thứ hai nữa là tôi mong rằng là nhà nước quan tâm đến cái sầu riêng bền vững. Cái mong muốn của nông dân hiện nay thì bản thân tôi cũng mong muốn là sao nhà nước cố gắng là coi như là tích cực hơn, là thứ quan tâm về cái đường đi với lại các cái vấn đề khoa học kỹ thuật để giúp cho nông dân tiếp thu tốt hơn, và coi như trong vấn đề coi như hỗ trợ cái mở vùng rồi mở vườn cho nông dân nó để bán trực tiếp cho nó tốt. Dựa trên các nhu cầu thực tế từ khách hàng trong hơn một năm qua ở các thị trường khó tính, chẳng hạn như là thị trường Đài Loan, thị trường Nhật và thị trường châu Âu, thì tất cả các sản phẩm được tạo ra được phải thông qua cái việc là kiểm định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và các cái hóa chất riêng biệt kiểm nghiệm trên sản phẩm. Với mong muốn kết hợp với những đối tác khó tính như vậy, thì riêng công ty Sáu Số Một rất mong trên địa bàn huyện nhà và cả tỉnh nhà sẽ tạo ra những cái liên kết vùng trồng, những cái hợp tác xã chuyên canh chuyên cơ về cái sản phẩm hữu cơ hoặc là nó gần tương đồng với chất lượng của sản phẩm hữu cơ để đạt được những cái nguyên liệu đầu vào tốt nhất để đến với Sáu Số Một và tạo ra những dòng sản phẩm tốt nhất. Với định hướng xây dựng sầu riêng Krông Bắc bền vững và hội nhập kết nối phát triển khu vực và quốc tế, ngay từ ban đầu, Ủy ban nhân dân huyện đã chú trọng xây dựng cơ sở pháp lý cho nhãn hiệu sầu riêng Krông Bắc. Năm 2022, sản phẩm trái sầu riêng tươi của huyện Krông Bắc đã được Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận số 413207, chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Krông Bắc Durian, sầu riêng Krông Bắc cho tập thể Hội nông dân huyện Krông Bắc theo quyết định số 16552/QĐ-STT ngày 8 tháng 3 năm 2022. Để mà có được cái năng suất tốt nhất cho một cái vườn sầu riêng thì đòi hỏi về cái kỹ thuật nó rất là cao. Muốn làm được điều đó là người nông dân bằng cái kinh nghiệm của mình và luôn luôn lắng nghe cũng như là tiếp thu những cái khoa học kỹ thuật của các nhà khoa học, người ta tư vấn cho mình. Mình cộng từ cái kinh nghiệm thực tiễn cũng như là cái kiến thức của các nhà khoa học thì chúng ta mới cho được đảm bảo được cái năng suất. Khu vực canh tác tại vì tôi dùng đúng và đủ nên tôi thấy sầu riêng tôi là nó kiểu như là thứ nhất là thu hoạch xong thấy cây đồ là ok, rất phát triển, rất mạnh. Hôm nay tôi đã làm cần và tôi là xử lý rửa vườn rửa đồ là xong.
một bước đột phá quan trọng trong hành trình định hướng Krông Bắc trở thành thủ phủ sầu riêng của Việt Nam, chính là lễ hội sầu riêng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Krông Bắc tổ chức thành công lễ hội sầu riêng, một sự kiện lớn thu hút 40.000 lượt khách tham quan và có trên 10.000 lượt khách đến trải nghiệm các vườn sầu riêng tại địa phương. Tại lễ hội, Ủy ban Nhân dân huyện Krông Bắc đã ký kết bản ghi nhớ với các doanh nghiệp đăng ký đầu tư 24 dự án trị giá gần 11.247 tỷ đồng, mang lại những kết quả đáng tự hào. Lễ hội không chỉ là dịp để quảng bá sản phẩm sầu riêng, mà còn tạo cơ hội cho người dân và thương lái được gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm đối tác tiềm năng. Nhờ đó, nhận thức về xây dựng thương hiệu sầu riêng bền vững đã được nâng cao, mang lại lợi ích thiết thực cho cả người dân địa phương và doanh nghiệp. Đối với hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp sạch đó, thì như cái mục tiêu của hợp tác xã không chỉ là chúng ta hướng dẫn cho bà con nông dân chuyển đổi theo cái hướng hữu cơ, đồng thời là để đáp ứng được cái hướng hữu cơ đó thì cần phải có những cái công nghệ của thời đại hiện nay, đó là công nghệ 4.0, cần phải đưa những công nghệ làm sao là biến những cái thiết bị như này trở thành một cái phòng thí nghiệm riêng cho mỗi một hộ nông dân. Đây là một thiết bị mà hợp tác xã đang ở đơn vị Enfarm, các bạn đã chế tạo ra thiết bị này, và đồng thời bạn làm hợp tác với lại bà con nông dân ở đây để giải quyết cho bà con nông dân được những cái vấn đề như thông tin ở đây. Đồng thời, việc hỗ trợ kiến thức khoa học thông qua các chương trình hội thảo đã giúp người dân Krông Bắc nâng cao kỹ thuật trồng trọt, quản lý dịch bệnh và cải thiện các kỹ thuật chăm sóc cây trồng. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng và giá trị bền vững cho sầu riêng, người nông dân cần tăng cường liên kết với chính quyền địa phương, hợp tác xã và hiệp hội sầu riêng nhằm sản xuất theo quy trình chuẩn, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của thị trường, kết hợp với hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại và quy mô lớn của các công ty hàng đầu, cùng sự tiên phong trong việc áp dụng các tiêu chuẩn phát triển bền vững, đảm bảo sự nghiêm ngặt trong toàn bộ quy trình từ sản xuất, xử lý, đóng gói đến phân phối, nhằm kiểm soát chặt chẽ mỗi công đoạn để không chỉ đảm bảo chất lượng sản phẩm mà còn giảm thiểu tác động đến môi trường. Ngoài đó thì hồi đó khó khăn là mới ở đây, cho nên là hồi đó chưa có hỗ trợ hết á, cho nên ở đây làm sao á, cho nên cái vùng này họ chưa có ai làm sầu riêng á, cho nên nói chung ở đây có hai chú cháu đó là tôi với Tuấn kia là làm đầu tiên, cho nên là cái giống với là nói chung đường xá đi lại khó khăn lắm. Bây giờ nói chung cũng ổn rồi, nhà nước cũng mở thêm cái đường rộng rộng ra rồi, nói chung đi lại cũng tiện. Rồi nói chung phân bón bây giờ thì nó dùng đầu tư nhà nước đưa đến nơi thì mình có công ty rồi về đến nơi luôn, bây giờ nó nói chung là đảm bảo được. Chứ hồi trước là nó khó khăn đủ thứ thuốc rồi phải đi mua xa, chứ ở đây không có đại lý thuốc rồi. Nên là cái ban đầu là rất khó khăn nhiều mặt, nhưng mà giờ thì nói chung là rất khỏe rồi. Thuốc rồi các công ty rồi nó về tận nơi, rồi có nông dân, rồi có bên chính quyền hỗ trợ, rồi đầu tư nói chung các kỹ thuật á, cho nông dân được tiếp thu cái khoa học kỹ thuật, rồi có cái loại thuốc nấm này kia để biết đường là xử lý á, thì nó bảo hơn là mấy năm sau này nói chung là cái vấn đề đó nó tốt hơn nhiều. Ngoài việc chú trọng đầu tư cho người dân trong quy hoạch vùng trồng, mời các chuyên gia tư vấn giống sầu riêng, hướng dẫn kỹ thuật trong chăm sóc trồng trọt sầu riêng Krông Bắc theo hướng bền vững, thì Ủy ban Nhân dân huyện cũng thường xuyên tổ chức giới thiệu và mang sản phẩm sầu riêng Krông Bắc tham gia quảng bá, giới thiệu đến các thị trường trong nước và khu vực. Để đạt được kết quả và chất lượng sản lượng tốt như hiện nay, sự đồng hành và ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương về định hướng phát triển bền vững là rất quan trọng đối với các hoạt động canh tác của người dân huyện Krông Bắc. Ngành sầu riêng Việt Nam nói chung và khu vực Krông Bắc nói riêng đang có sự chuyển biến tích cực, giảm dần tỷ trọng buôn bán và xuất khẩu sầu riêng thô, đồng thời nâng cao giá trị sầu riêng chế biến, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững mà chính phủ đề ra. Theo kế hoạch đến năm 2030, trong đề án phát triển cây ăn quả chủ lực của tỉnh Đắk Lắk, diện tích trồng sầu riêng và bơ dự kiến sẽ đạt khoảng 40.000 ha. Con số này bao gồm cả diện tích trồng thuần và xen canh, giúp đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định cho ngành nông nghiệp của tỉnh. Theo bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Krông Bắc, để đạt được mục tiêu này, cần có những giải pháp và định hướng đồng bộ trong thời gian tới. Hiện nay là chúng tôi có gần 10.000 ha và sản lượng năm nay ước đạt là 92.000 tấn. Cái sản lượng rất là lớn. Vậy thì bây giờ đối với huyện nhà thì đây là một loại cây chủ lực và phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là giúp cho người nông dân làm giàu trên mảnh đất quê hương này. Và chúng tôi mong muốn rằng là cái chất lượng sầu riêng ở Krông Bắc càng ngày càng bay xa hơn nữa và khẳng định với
thế giới cũng như là trong nước rằng là Đông Bắc là thủ phủ sầu riêng của cả nước. Vậy để làm được việc này á, thì hiện nay huyện nhà đã đang xây dựng một hệ sinh thái những người làm nông nghiệp tử tế, đặc biệt là ngành hàng sầu riêng. Bên cạnh đó chúng tôi cũng có kết hợp chặt chẽ giữa bốn nhà, đó là nhà nông dân, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà quản lý, để làm sao người nông dân biết được rằng việc mua chung bán chung là việc cần thiết nhất bây giờ và không thể chúng ta làm riêng lẻ được, mà chúng ta phải tuân thủ thêm một quy trình, quy định nhất định để tạo ra một cái sản phẩm tốt nhất để mà cung cấp ra thị trường. Sắp tới chúng tôi cũng mong muốn xây dựng được một hệ sinh thái sầu riêng bền vững. Muốn làm được việc này thì phải có cái kết hợp giữa người nông dân với các cái tổ chức như là các tổ hợp tác hoặc là các hợp tác xã, để làm sao đó mà chúng ta tập trung về một mối và chúng ta sẽ xây dựng những cái mã vùng trồng cũng như là mã cơ sở đóng gói để mà chúng ta quản lý càng ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó thì những cái diện tích mà chưa được cấp mã vùng trồng thì cũng yêu cầu hoặc là động viên cùng với tập huấn cho người nông dân để làm sao đó người nông dân tuân thủ các quy trình để chấp hành tốt các quy định để nâng cao cái chất lượng sầu riêng Đông Bắc. Đông Bắc với lợi thế vị trí địa lý, đất đai màu mỡ và khí hậu thuận lợi đang nhanh chóng trở thành vùng trọng điểm phát triển sầu riêng của Việt Nam. Nhờ sự hỗ trợ từ chính quyền và áp dụng công nghệ hiện đại trong canh tác, Đông Bắc không chỉ nâng cao chất lượng mà còn mở rộng diện tích trồng sầu riêng. Với tiềm năng và quyết tâm hiện tại, Đông Bắc được kỳ vọng sẽ sớm trở thành thủ phủ sầu riêng của Việt Nam và từng bước tạo hệ sinh thái phát triển bền vững cho sầu riêng Đông Bắc.